Cô xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên Thạch Fidel, năm nay con 12 tuổi, con đến từ Bạc Liêu. Hôm nay con xin trình bày một nhạc phẩm Sầu Đau Quê Ngoại. Cho chú thắc mắc một điều, chú nhìn cái tên của con là chữ đeo là giống như tiếng Anh vậy đó, giống như là cái máy vi tính. Nhà con bán điện tử hả con? Dạ con tên Fidel. 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 Tại sao đặt cái tên này? Dạ tại vì cha con nói là dòng họ con là tên gì cũng trụng chân tên mơ, là hai đứa em con tới tên mơ lận. Cha con coi du tiến thấy cái ông gì ở trên du tiến á, thế nào cha con đặt tên cho con tên là Fidel luôn. Cha con đặt cái tên có ý nghĩa vậy luôn. Nhưng mà họ Thạch là sao con? Dạ con người Khmer. Đấy thôi, họ Thạch là người Khmer. Khoan, xí. Chú hỏi thiệt con nè, con biết ca tiếng Khmer không? Dạ không. Ủa sao vậy? Cái gì dạ? Dạ dữ dội mà dạ không. Thôi cho con ta hát đi con. Rồi xin mời âm nhạc. Hôm nay con về thăm ngoài, tai buồn đau tai xanh gió trầu. Qua cây cầu tre gió đông đưa, đường đi xưa trời nghiêng bóng nắng. Trái nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao. Bao năm chưa về thăm hỏi, con đò ngang nay chẳng đã về. Nên không còn ông lão sang đưa, bờ sông xưa ngoài hay đứng. Con dạy hả? Dạ ba dạy con hát. Thấy không? Ừ biết mà. Hồi nãy có cái bé kia thi á, là bà ngoại với má là hát bài bà nội. Còn con là ba dạy là hát bài bà ngoại. Bị gì nịnh cái đội bên kia đó hiểu không? Sầu Đau Quê Ngoại. Biết mà, biết thế nào nịnh ba. Nịnh má vợ dạy. Đúng rồi, nịnh má vợ. Còn bên kia là ta định ngược lại. Trước tiên con không biết là mấy cô mấy chú làm sao, nhưng mà con rất là đỉnh đạt, hợp lý, hát không có bị non như một đứa con nít. Riêng cô Việt Hương rất là chịu, và đặc biệt cô sẽ bỏ phiếu chịu cho con. Dạ con cảm ơn cô Việt Hương. Cô Việt Hương nói cũng đúng đó, là con có chững chạc trong cái biểu diễn của con. Cái giọng của con nó cũng lạ lắm, cho nên là cô cho con một phiếu vào trong đó. Rồi đó, tới ông đó. Dạ cảm ơn cô. Không chị Hằng, em xin tiếp lời chàng hơi rất là lạ. Anh chàng này nè, nếu mà biết bẻ cái cột hơi cậu này rất là lạ. Tuy rằng là anh có thiếu thiếu một chút. Anh có thiếu thiếu chút xíu, nhưng mà có chờ anh có thiếu chứ. Bà nói sao tôi nói được. Anh thiếu chút xíu nhưng mà anh có cái lạ. Rồi nói rồi, đi. Hồi nãy giờ là cái bài hát này là bài hát rất là khó. Cái mốc cao rất là cao, cái mốc thấp rất là thấp. Con chỉ mới ở số tuổi này mà khi mà mỗi lần mà con hát tới mấy cái câu thấp á, chú ngồi chú run lắm, không biết là con có xuống tới không. Mà con đã làm chú rất là thỏa mãn những cái nốt thấp của con. Chú chúc mừng con. Dạ. Con sẽ được một phiếu của chú Quang Lê. Chú Lê á ngay nghề, cho nên khi á cháu có hát á là chú gồng người, tại sợ con làm không thành. Cho nên có lúc mà con thấp á là chú lấy ngón tay chú chỉ muốn lủng muốn đất luôn á. Chú chỉ ráng cái con vô được cái ổng khoái. Cho nên chú cũng chịu luôn. Con sẽ về đội dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Mời dạ. Con. Có vẻ như sĩ số lớp dân ca cải lương đang liên tục tăng lên khi lại tìm được một thí sinh đầy tiềm năng. Liệu tài năng nhí tiếp theo có thể tiếp tục nhập học ngôi trường thử tài siêu nhí hay không?
Một tiết mục thật hào khí, tiết mục anh hùng dân tộc đến từ bé Thạch Fidel. Nào con trai đến đây, bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo nhận xét nha. Mời cô Thanh Hằng. Cô cảm ơn con, tuy rằng con nhỏ nhưng mà cô rất trân trọng và rất quý mến cái sự nghiêm túc của con, cái sự hào khí, hào hùng của một người dân tộc Việt Nam. Tuy rằng con còn nhỏ nhưng cái thần sắc của con nó vẫn có hiện ra trên gương mặt của con. Chú Quang Lê là thích con rồi đó, chúc mừng con. Còn cô Việt Hương thấy sao ạ? Thần khí như cô Thanh Hằng nói rất là đẹp, đỉnh đạt khi ra tới đây vẫn ra một cái ông tướng. Thần cái khí phách lên sân khấu của con hoàn toàn tốt và đẹp. Cảm ơn tất cả các anh chị hỗ trợ cho con trong tiết mục này đẹp vô cùng. Cảm ơn các cô chú trong bài giám khảo. Chúc mừng con trai nha. Rồi. Lặng yên ta nói cười.
Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Thì cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian, nghỉ chơi. Thôi. Sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi là phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á, là làm phụ dương là làm cha hay gì, được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá. Hai phụ dương, để cho cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Cái cớ nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Đây. Trời ơi, thì sao bán châu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số. Cái sao lo quá, sao quà đi sao còn. Trời đất ơi con ơi. Bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số sao không đi bán đi. Nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con. Sau đây sau cành ổng giùm cho nghe. Dạ con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, quên hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bé kêu gì sao cũng nghe, bé biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Ừ, đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộn bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt sao? Ông giật tay sao? Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc giấy số này Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chứ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao. Trời ơi. Lanh quá ha, lý sự quá ha. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ. Đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi, Mình ơi, em nè, Mình ơi. Cứu đây nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình ơi. Mẹ tôi chờ con nè, công chúa.
con đừng sợ. Công chúa có che này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Là gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha. Cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Nhớ không, cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa. Rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha. Đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi, ngày hôm qua con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à. Con không biết làm sao hết. Mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu. Chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi. Chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? 3 năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán vé số nuôi anh đó anh Năm. Đứt ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáu tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng dành một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều.
Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hố tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó. Ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ 4 thì con mới tới đây được.
và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ. Nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Lành ơi là lành. Trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ là sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng. Rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó. Mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta. Làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt. Còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng là mẹ, chị cũng hiểu. Đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, cái Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt. Em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn, con ăn hết cái bánh này. Thôi mà, con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương hết.
sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám. Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà. Lần sau em sẽ ngoan. Em không giành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai giành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi, đi mà chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà chị ơi. Nơi quê
Và đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, đúng mình sụt thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn nhẫn gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca trả lại phần kịch quá hay. Em cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Rồi em là cô chị hay cô em? Cô Mến là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nghe em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail nha em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị ơi, chị. Dạ. Chị có con Mến ơi. Dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba nhỏ em ở nhà ăn bánh nhân ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời. Em chân quê ngàn đời cùng cây lúa, cho nước non xanh
Và đó chính là đẹp tấn tài. Quá, đẹp. Cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha đại này chả rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều. Hiểu không, nó nhảy nó hát y như karaoke. Chả đẩy cái dàn múa ra đó, cho nó, con trai tôi hát vậy nè. Đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng cái thằng con trai cầm cái lúa đi phải vậy. Chị biết không chị, từ đầu đến đuôi thằng bé đứng cứ nhúng qua nhúng lại hoài. Em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhúng nè. Cứ quan lại rồi đó, đúng đúng rồi. Cái biên sao đến đó. Cuối cùng thấy nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá. Tưởng nó đổi được hình, nó đổi được hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Tụi em vẫn kiên trì, tụi em vẫn kiên trì lắm. Dạ. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á. Thì đó. Niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con. Mệt con ơi, trời chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ con đứng con nhúng vô thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều diễn giao lưu, thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá hả? Phải dừng lại con ơi, chóng mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn rồi đó, bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói hai ba, xin mời cô Trang. Copy bát như trên luôn đó. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho Thánh Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con, vô vô đi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi, trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen. Sức là giải trí. Trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông, một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo qua con đò, và câu hò thân nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê trời hanh nắng, ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ già đứng cười giống lan tóc trắng, tre cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hội mây trời đi hoài có rõ, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rộn nhau về xây tổ, mưa sẽ về cho đá đơm bông.
ai chưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa đó mẹ già đứng cười rụng làm tóc trắng, trẻ cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hội mấy trời đi hoài có rõ, con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về dãy tổ, mưa sẽ về cho đá đơn bông. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về dãy tổ, mưa sẽ về cho đá đơn bông. Chúng tôi rất vui khi được chào đón sự xuất hiện của một cậu bé rất là đáng yêu, bé Đức Vĩnh. Đây chính là quán quân của cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa đầu tiên. Và tiếp theo sau đây vẫn sẽ là những không khí rất là tưng bừng rộn rã của mùa xuân với sự xuất hiện của bé Quỳnh Anh, ca khúc Khúc ca ngày mùa, một sáng tác của Lam Phương. Thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơn sắc, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Trên chết đông quấn sâu dạng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ, hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, ra cho thật đều, ra cho thật nhanh, ra cho kéo kéo chẳng phải rồi. Khoan hò khoan, tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trắng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhiệt thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Trên chết mong quấn sâu dạng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ, hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, ra cho thật đều, ra cho thật nhanh, ra cho kéo kéo chẳng phải rồi. Khoan hò khoan, tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trắng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong sao lúa
lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Anh chân lời tiếng sương rơi rơi khắp thôn làng sầu đầy vơi. Tiếng lòng tràn ngập hôn quê. Chị tôi chưa có chồng. Chị tôi chưa...
nhớ. Xin được chúc mừng cặp đôi Quỳnh Nhi và Tuấn Tú. Chúc mừng hai con. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện rất là xúc động với phần thể hiện của hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Vòng này hai đứa hát tốt hơn vòng trước rất rất nhiều. Và cái đoạn mà chú ấn tượng nhất là cái đoạn mà cái câu cuối mà hai đứa bè cho nhau đó. Nghe rất là ăn xâm, rất là quyện. Tuy nhiên cái sự diễn xuất nó hơi vụng về một chút xíu. Và có những cái đoạn không có làm rõ cái ý mình muốn làm gì đó, cho nên nó hơi loay hoay chút xíu. Nói chung hôm nay hai con làm rất tốt cái phần của hai con. Chúc mừng hai đứa. Dạ, con chào chú. Mà chị, cái gì bây giờ em nghĩ á, nếu như mà chị muốn cho mà mấy đứa nhỏ mà nó có cảm xúc, nó hát cái bài được nhiều á thì được, thì cho mấy đứa nhỏ là nhân vật luôn. Không em ơi, vậy nè, thật sự á, đúng là giống như mọi người nói là cái dàn dựng đúng là nó không bổ trợ nhiều, nhưng mà lúc đầu á cũng định là cho hai bé là diễn xuất đồ nhiều vô, nhưng mà vòng rồi á rút kinh nghiệm là nếu như mà để cho các bạn mà làm nhiều quá các bạn lại bị phân tâm. Nhưng mà cái chuyện đó không có gì hết. Vấn đề nằm ở chị đừng có nói ai hết. Vấn đề là tại em hết mọi người, tại em. Nhưng mà như thế này, đúng là có nhiều cái sự tranh cãi đúng không trong cái vấn đề ca khúc này, mà em nghĩ là cái câu chuyện chị tôi vẫn có thể có một cái phiên bản khác ở trên sân khấu của chúng ta. Bây giờ em cần một bà chị và một cái ông mà ông đến đó ông say cầu xuất hiện trên sân khấu này. Bà chị tạo thần mọi người ơi, gọi là bà chị tạo thần mọi người ơi. Khang, chị Kỳ có ý kiến ha. Dạ. Bây giờ đã có bà chị phải không? Rồi có đứa em phải không? Anh là cái gì? Hồi nãy anh là cái gì? Sweater. Thì bây giờ nhân vật trong bài hát này nó có, thì tại sao mình không làm ảnh làm cây cầu? Cây cầu, vậy em làm cầu đi. Ủa, em làm vậy nè. Là khán giả là biết chị là chị hiền lắm đó chị. Ừ, không có. Sao bữa nay chị phá hình ảnh vậy? Đẹp mã lễ phi xuân, tại sao chị đâu có ác đâu, chị chỉ muốn là tại vì nó lên nó có nhân vật. Tại trong bài hát này nói cây cầu dạ nhiều rồi. Mà em hiểu rồi, bữa nay bả mọc sừng rồi đó, thấy không? Chị nhớ về câu chuyện của nằm bà chị lên, với em đúng gái. Rồi trời, chiến binh mà. Cây cầu. Rồi, bây giờ phiên bản chị tôi bắt đầu. Trời ơi. Đi. Nhà tôi trên bến sông có chia cầu nhỏ cổng cơm. Hàng cầu dưới nắng trong lá trầu cơ. Chị tôi trông dễ thương. Bán dâu chờ cầu đồng ý à. Chị tôi chưa lấy chồng. Đỡ chị em ơi, em ơi. Cầu nặng quá gãy cầu. Không chị tới đó, không chị tới đó. Đi học đi. Đi học khỏi lấy ba lô vậy. Đi 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 đi. Đi đi. Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông. Thưa quý vị, lần đầu tiên quý vị thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Chị Ly, chị có thương bà chị trong câu chuyện này không chị Ly? Thương đứt ruột lòi phèo luôn. Bà chị bà dạ bị... đáng. Bà chị bà bị xoay hoài. Rồi thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Ngô Kiến Huy, Quỳnh Lập, Khả Như và Dương Triệu Vũ đã đưa một phiên bản bà chị thương lắm. Thật ra nãy giờ Minh Họa tụi con vui để đúng bỏ rồi hết những cái áp lực mà tụi mình đã có. 10 tuổi, 12 tuổi và cái thái độ làm việc giống như thanh niên chững chạc rất vậy đó. Rất chuyên nghiệp. Thôi tụi con làm tốt rồi tụi con nha. Cô chú rất là hài lòng. Sparta. Cảm ơn hai con rất nhiều. Smartphone.
cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Hẹn đẹp lòng người đi, em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ biển, lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người hoa tay thật lớn cho Quốc Linh, Quỳnh Nhi và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Wow, một không gian quá đẹp. Hay quá à. Nếu mà hay vỗ tay cái nữa được không à? Phương Mỹ Chi, cảm giác của con như thế nào khi hát cùng với hai bạn? Lâu lắm rồi con mới được sống lại cảm giác hồi hộp khi mà tham gia một cuộc thi. Mấy em có tinh thần học hỏi rất là nhiều. Đây là một điều rất là đáng quý. Và các em hát dòng nhạc này quá là tình cảm, quá là hay. Con mong là quý vị cũng sẽ yêu thương các em thật là nhiều. Và con đường nghệ thuật của hai em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.
Cảm ơn Phương Mỹ Chi. Tiết mục của tụi con ngày hôm nay quá là tình cảm rồi, không biết là có lay động được trái tim của hội đồng nghệ thuật hay không. Cách đây khoảng mấy tuần thì tôi có được dịp đi Huế lần thứ tư trong vòng một năm. Và hôm nay thì cái bài hát này nó lại làm cho tôi muốn quay trở lại Huế một lần nữa. Phương Mỹ Chi, em cất tiếng hát lên thì nghe là ngất ngư rồi. Rồi đến Quốc Linh hát. Nhưng mà riêng đặc biệt là trái tim tôi được chạm đến khi mà Quỳnh Nhi hát. 7 tỷ người chúng ta ở trên trái đất này không có một ai giống một ai cả. Đấy cũng một nốt đó. Mỗi người có thể phát ra nó cái gì khác khác đó, làm người khác nghe mà không kiểm soát được cái niềm vui của mình. Thì hôm nay các em đã làm điều đó. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn chú Đức Huy. Còn cô Phương Dung thì sao ạ? Xin mời cô. Các em đã lấy 4 câu thơ của Hàn Mạc Tử nói về Huế để dẫn vào cái bài Thương Về Miền Trung. Bài hát này cô đã từng hát trước đây, nhưng mà một sự thông minh rất có trí tuệ. Cảm ơn các em. Một tràng hô tay. Xin mời cô Kim Xuân. Trong cái mùa nắng nóng á, mà đặc biệt là trời Sài Gòn hổm rài, thì mình hay tìm đến những cái dòng nước mát và ngọt để chúng ta uống. Thì thường là mọi người đi tìm nước mía, phải không ạ? Nhưng mà bữa nay cô uống nước dừa nha. Dạ. Nước dừa là tại vì được bà xã anh Đức Huy mời. Chứ bình thường là cũng mê nước mía. Cái nước mía nó đã ngọt, nhưng mà các cháu nhỏ chắc chưa biết cái mía lùi. Nó kinh khủng, nó ngọt mà. Giống như con đậu đen con ăn bình thường, nhưng mà nếu con nấu chè thì cái hạt đậu đen nó đậm đà và người ta gọi là nó bùi. Dạ. Thì đây là những cái giọng ca mà nó ngọt như mía lùi á con. Ngọt hơn chữ ngọt nữa. Phương Mỹ Chi rất là giỏi khi dẫn. Và sau đó là bé trai Quốc Linh. Cô nổi da gà, nhưng mà chưa tới Quỳnh Nhi thì cô mới hết hồn nè. Trời ơi, sao mà nó ngọt gì mà nó ngọt. Đúng nghĩa là mía lùi luôn á. Các con ơi, một cái dòng nước mát, bao nhiêu thứ chung quanh nó ồn ào, nó xôn xao, các con đã đem lại những cái gì rất là đẹp. Và cảm ơn Hồ Việt Trung, cảm ơn Diệu Nhi, các em đã làm cho người ta mát lòng. Cảm ơn các con, đặc biệt cảm ơn Phương Mỹ Chi rất là nhiều. Dạ con cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Kim Xuân. Và bây giờ xin mời anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi lên tiếng. Dạ, trước hết cho con xin phép cô chú cho con nói lời cảm ơn đến bé Phương Mỹ Chi. Khi mời đến Phương Mỹ Chi thì em thích chị Nhi lắm và em sẽ cố gắng giúp chị Nhi và hai em. Dạ, cảm ơn Phương Mỹ Chi. Mình bớt cái quan hệ cá nhân mình lại được không Diệu Nhi? Dạ con xin chào các cô chú. Anh Trung phải cắt lời liền thấy Nhi. Đúng rồi. Hai bé này ở tận miền Trung vô đây thi. Quỳnh Nhi là ở Huế, Quốc Linh là ở Quảng Bình. Thi thì tâm sự với con là nói ba ơi, mỗi lần con thi á, đến cái đêm mà phát sóng lên á là cả làng cả xã bu vô nhà tụi con coi. Là thôi bây giờ ba có cái bài hát nào để con hát con tặng về quê hương. Thì cũng sự góp ý của anh Minh Vi, đó nói là thôi hát cái bài hát này đi. Cảm ơn anh cũng như là cảm ơn cái sự góp ý của anh Minh Vi kêu là chung lấy 4 câu thơ này vô đây đọc sẽ hay. Ngày hôm nay rất mong là bài hát này gửi về quê hương bà con ở miền Trung sẽ hài lòng với các.
Quá là dễ thương và ngọt ngào, Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Đẹp quá, dễ thương và ngọt ngào nữa. Và đặc biệt hơn hết là tụi con làm cho tất cả mọi người đây gợi nhớ tới cái câu nói rất là quen thuộc của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, đúng không ạ? Đại gia đình mình ơi. Không biết là gia đình mình ơi, gia đình mình đang nghĩ gì? Xin mời Hòa Minzy và Huỳnh Lập. Nhi đúng không con? Dạ. Con là hát giọng Huế. À, hát giọng Huế nhiều. Rồi con chuyển sang Bolero và được chú Trung định hướng sang hẳn một cái dòng nhạc này luôn, thì cô nghĩ là con đã rất là may mắn khi gặp được chú Trung và cô Diệu Nhi để mình có thể đi tìm một cái hướng khác cho bản thân mình đó. Ôi còn Quốc Linh ơi, vẫn là từ những ngày đầu tiên thích Quốc vẫn Linh còn quá tiếc trời ha, ơi tiếc hùi hùi. Con hát hay Bolero hay quá à, Quốc Linh ơi. Thật sự là tất nhiên đi anh, trong cái lúc mà mình hát á, cái mình căng thẳng ấy kìa, mình quên lấy hơi cái là câu cuối mình hết hơi luôn. Nhưng mà trong Quốc Linh nó có một cái sự mộc mạc và có một cái chân chất. Tức là em rất là thích giọng của Quốc Linh, thích phong cách con trình diễn. Và thật sự Quốc Linh chẳng cần làm gì cả, con chỉ cần đứng hát một chỗ thôi chắc chắn tất cả mọi người, tất cả ánh nhìn đều hướng về con. Chúc mừng con, và cô nghĩ rằng con sẽ là một ca sĩ Bolero sẽ rất nổi tiếng trong tương lai đấy. Ý. Cảm ơn cô. Còn Huỳnh Lập, với cái giọng hát của tụi con á, với cái chất liệu là Bolero á, đúng là chính xác là tụi con chỉ đứng một chỗ tụi con hát thôi, không có cần làm gì ghê gớm đâu. Xịt khói tá lả tà la đó, nhìn cho nó mỏng mị một chút xíu thôi, nhưng mà nhìn vào vẫn thấy giọng hát của tụi con sáng nhất. Và chú thấy rằng là tụi con rất là may mắn khi mà nhận vào đội của chú Trung, và chú Trung đã xử lý tụi con từ những cái cách hát như thế nào đó để cho nó hòa quyện chung với nhau, mà cảm giác là không có ai lép hơn ai cả. Chúc mừng tụi con. Vô. Vô. Chú gì? Vô. Vô. Linh ơi, con có máu Bolero. Đúng rồi. Máu là trong máu của con luôn rồi. Tức là con hát ra là người ta đúng cái kiểu cả Bolero. Cả cái phong thái nữa. Mà chú thích, con hát rất là chân thành, mộc mạc. Tụi con rất là tinh tế ở cái việc là không phải là mình lên hát là mình trả bài. Tụi con có cái sự xử lý bài hát ở trong đó. Chú cực kỳ thích ở cái chỗ mà Linh á, con hát cái câu là bài nhạc xe là con xe, là con xến lên luôn, xong là bắt ngược lại con là con cái gì xến đây, một cái vô đầu tăng cái là ngọt liệm chú Duy. Lúc đó em có nhìn thấy anh Duy không? Lúc em có nhìn thấy anh Duy là anh Duy khoái lắm, là khoái thật sự khoái. Mà cái đó là những cái tinh tế rất nhỏ trong cái việc mình xử lý bài hát, đó là những cái kỹ thuật mà tụi con có được cái điều đó ở trong cái cách hát Bolero của tụi con. Rất là hay, một tiết mục rất hay. Cảm ơn tụi con rất nhiều, cảm ơn tụi con nha. Mời chị. Và một cái điều quan trọng nữa đó là bởi vì người ta nói không có cái gì bằng cái chuyện mà đúng người là chú Trung, đúng thời điểm là ngay cuộc thi này, và đúng lúc con đã trưởng thành. Chúc mừng con, chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Khải Như, cảm ơn chú Duy. Và bây giờ xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi ạ. Em phải nói trước thôi. Mời em. Anh Trung kìa, mặt đỏ quét lên, mắt lên sắp khóc tới nơi rồi. Bởi vì tiết mục này không có cần phải làm gì hết, các con chỉ cần đứng và hát thôi. Chính vì vậy cho nên mọi người sẽ rất tập trung vào từng câu từng chữ của các con. Cho nên anh Trung phải kiệu từng câu kiệu cho các con hát từng chữ đúng với những cái gì mà nãy giờ mọi người nghe. Đến lúc mà anh, đến nỗi mà lúc mà hai con hát anh Trung cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà nãy giờ chú Trung khóc tới nơi là trời ơi, khóc kìa, rớt mắt rớt nha, rớt chưa? Đã rớt ba hột lệ rồi. Hãnh diện quá mà truyền lại cho hai đứa nhỏ như vậy là trời ơi, xúc động chết luôn á. Bài hát này á, chú đã từng được thầy Ngọc Sơn giật bắt qua nhà. Wow. Ngồi chỉ hát từng chữ một, chữ không là chữ khơm, xến khơm tô điểm lua la là phải đúng chỗ đó. Wow, em khen Quốc Linh rất là nhiều. Nhưng mà anh tâm sự nè, khi mà tập á, Quỳnh Nhi kiểu cho Quốc Linh không đó. Khi mà con hát á là bạn Quỳnh Nhi dìu con rất nhiều, nên là khi mà con được mà hát chung với bạn đó là bạn đó đã giúp con rất nhiều rồi nha, chứ đừng có đòi đổi người nha. Một tràng vỗ tay cho hai bạn nhỏ ngày hôm nay, Quốc Linh và Quỳnh Nhi.
bão được cho là mạnh nhất trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi tâm bão đi qua. Trắng nước mắt.
giận mà thương, thương quê nhà có mẹ. Trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa nói mươi, uống chưa vơi suối nguồn. Lời quê chưa đứng ruộng, mận răng biết cắt một cái hoa tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ý kiến của ban giám khảo. Một bài hát về miền Trung rất là dễ thương. Hai em đem cái tinh thần, cái chất của miền Trung qua cái cách phát âm rất là đặc trưng, răng rửa rồi gì đó. Xong mà khéo thế, vừa hát đúng nhịp, vừa hát hay mà lại còn không có chệch một bước nào trong cái màn mà diễn chung. Một màn trình diễn tuyệt vời. Xin được cảm ơn chú Đức Huy. Còn cô Phương Dung thì sao ạ? Hai tiếng hát rất là hợp với nhau. Cái thứ hai cùng là người miền Trung, thành ra cái phát âm á, răng mô rửa đúng y chang à. Một người Huế, một người Quảng Bình, đây là một cái sự gieo duyên đo ni đóng dài để cho cái cặp nhi đồng này để hát những cái bài rất tuyệt vời trên tuyệt đỉnh sông ca nhí. Wow, cảm ơn hát cô. Hát hay quá, hát hay lắm. Hai cháu khi mà hát riêng đó thì cô Xuân vẫn còn có điểm này điểm kia để mình suy nghĩ, nhưng mà khi mà hai cái giọng này hợp lại nó giống như là sóng thần á. Nhớ cái bài đầu tiên Thương Về Miền Trung á, các con hát duyên lắm, và qua bây giờ cũng vậy. Cảm ơn Minh Vy đã đem lại một cái bài hát mà cho cô Xuân rất là nhiều những kỷ niệm, ngay cả cái dàn dựng ở sân khấu cũng vậy, nó làm cho người ta xúc động lắm. Cô nhớ là 1992 khi cô đi ngang Vĩnh Linh, lúc đó bị lụt đó, thấy toàn là nước không? Những cái mái nhà tranh nó thấp bé lắm, đôi khi nó chỉ còn cái chớp nhà thôi. Mà xử lý rất là khéo, hồi nãy là vừa khiêng cái chớp nhà ra là cô đã muốn rơi nước mắt rồi. Mà rõ ràng là dân quê miền Trung của mình cực lắm, mà cứ phải đối phó với giông tố, với bão táp suốt vậy đó. Tự nhiên mình xem cái mình cảm giác là cái lòng tự hào về quê hương, đặc biệt là ở tuổi của các con, với một cái bài hát như thế này, khi hát về quê mình, các con sẽ nhớ mãi. Các con sẽ nghĩ đến những người cha, người mẹ phải lam lũ ngoài đồng ruộng để mà tìm từng bữa ăn hàng ngày cho các con. Khi có đi xa, các con sẽ luôn luôn nhớ về. Cô thì không phải là dân miền Trung, nhưng mà cô thấy cái dàn dựng tuyệt vời quá, nó làm cho mình xúc cảm lắm. Và có lẽ là con người ta yêu quê hương, nó chỉ là như vậy thôi. Chỉ là những ngày tôi chống lũ, chỉ là những ngày tôi theo cha theo mẹ ra đồng, và là những cái giọng hát như vậy. Cho nên khi các con phối hợp với nhau để hát đó, tiếng hát của hai con nó lay động trái tim của từng người. Và cảm ơn các con, cảm ơn cái nhạc cảnh này rất là xuất sắc. Xin được cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn cô Kim Xuân. Anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi đang có cảm xúc như thế nào, xin mời. Dạ, trước hết cho con xin cảm ơn những lời nhận xét góp ý của các cô chú trong ban giám khảo. Và con xin phép cô chú cho con gửi lời cảm ơn đến anh Minh Vy, các anh trong ban nhạc cũng như là vũ đoàn đã hỗ trợ cho đội của Diệu Nhi và anh Hồ Việt Trung đã có một cái tiết mục rất là tốt cùng với hai con Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Riêng bài hát này là cũng nhờ anh Minh Vy, khi mà dàn dựng xong rồi thì về thì hai bé có nói là con lo ba ơi có sao không? Nói con ơi, mình cứ mộc mạc chân chất như vậy, mình cứ giữ đúng cái chất giọng của mình, những cái gì mình đang có mình cứ thể hiện, mình đem cái đó ra mình thi. Và ngày hôm nay thì hai con hát thực sự là ba rất là xúc động, và cũng cảm ơn lời khen của các cô chú. Và xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi, và đặc biệt một tràng hoa tay thật lớn nữa cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi.